Bích Phượng kính chào quý vị hôm nay thứ ba ngày 16 tháng 4 2019 đến với bản tin hoạt hình đốn gồm có tin quan trọng trong ngày và phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về cảnh sát quốc gia Việt Nam Cộng Hòa. Để mở đầu, với Phượng kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng hôm nay. Bản báo cáo thăm dò nghi án Nga sẽ được công bố vào thứ năm tuần này. Tổng thống đang chờ đợi và Washington đang đếm thời gian Thời điểm công bố báo cáo của điều tra viên đặc biệt đã được soạn thảo lại. Tổng thống Trump đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm làm suy yếu các phát hiện liên quan đến Nga và chiến dịch tranh cử năm 2016 của ông. Hôm thứ hai, tổng thống Trump đăng một loạt tweet chỉ trích kết luận của ông Robert Mueller trước đó được đưa ra trong bản tóm tắt của Bộ trưởng Tư pháp William Barr. Tổng thống viết: "Mueller và Bộ trưởng Tư pháp dựa trên các phát hiện của Mueller đã kết luận không có sự thông đồng hay hành động cản trở công lý nào. Đây là những trò bẩn của Crook Hillary. Đảng Dân Chủ và Cảnh sát bẩn, hãy điều tra họ. Đặc trách báo chí Tòa Bạch Ốc bà Sarah Sanders cũng nhiều lần cố gắng lặp lại bình luận tương tự của Tổng thống trên các chương trình truyền hình vào Chủ nhật. Tuy nhiên, cuộc chiến chính trị vẫn còn dài dẳng. Đảng Dân Chủ kêu gọi ông Miller làm chứng trước Quốc hội và bày tỏ lo ngại rằng Ông Barr sẽ kiểm duyệt nội dung báo cáo của ông Miller nhằm bảo vệ tổng thống, người đã đề cử ông vào chức vụ Bộ trưởng Tư pháp. Ủy ban Tư pháp Hạ viện do dân biểu Jerry Nadler, New York đứng đầu tiết lộ, cơ quan sẵn sàng buộc ông Barr phải giao nộp báo cáo gốc của ông Miller và các hồ sơ điều tra khác. Bộ Tư pháp công bố hôm thứ hai dự tính báo cáo hiệu đính sẽ được công bố vào thứ năm cho Quốc hội và công chúng. Tháng trước, ông Miller đã chính thức kết thúc cuộc điều tra và nộp báo cáo cho ông Barr. Hai ngày sau ông Barr đã gửi đến Quốc hội một bản tóm tắt dài bốn trang, chủ yếu nêu kết luận chính về cuộc điều tra. Trong bản tóm tắt, ông Barr viết rằng điều tra viên đặc biệt Robert Miller đã không tìm thấy bằng chứng để chứng minh tội thông đồng giữa Nga và các cộng sự của Tổng thống Trump trong chiến dịch tranh cử. Tuy nhiên, trái ngược với tuyên bố, Ông Miller đã không đưa ra kết luận nào về việc Tổng thống Trump có cản trở công lý không. Thay vì vậy, ông Miller chỉ đưa ra bằng chứng trên cả hai phương diện. Ông Barr nói dựa trên các bằng chứng, ông tin rằng đủ để kết luận Tổng thống Trump vô tội. Thế giới cầu nguyện nhà thờ Đức Bà được qua cơn hỏa hoạn Thế giới đang trải qua một nỗi kinh hoàng trước trận hỏa lớn hôm thứ Hai đã thiêu cháy nhà thờ Đức Bà tại Paris ngọn lửa đã phá hủy nhà thờ có 850 năm lịch sử, kiến trúc, điều khắc và hội họa. Đây là một thảm họa của người Pháp, người Tây Ban Nha và cả châu Âu. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói với các phóng viên gần hiện trường, ông sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ để tái thiết lại nhà thờ Đức Ba. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong một phát biểu tại Minnesota cũng đề cập đến việc hỏa hoạn thiêu cháy một trong những kho báu vĩ đại của thế giới. Nhà thờ Đức Bà nằm trên một hòn đảo thuộc sông Seine, trung tâm Paris và một trong những điểm du lịch thu hút nhất thế giới, với 13 triệu khách tham quan mỗi ngày. Công chúng khắp thế giới để chia sẻ các bài đăng và cầu nguyện cho nhà thờ khi nghe về thảm họa. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã đăng một bức ảnh cũ của ông cùng vợ Michelle và hai con gái khi họ thắp nến trong nhà thờ. Ông Twist, nhà thờ Đức Bà là một trong những kho báo vĩ đại của thế giới. Chúng tôi cùng hiệp thông với người dân nước Pháp trong thời gian đau buồn này. Có dấu hiệu cho thấy các ứng viên tổng thống của đảng Dân Chủ đang gặp rắc rối về tài chính. Những thống kê ban đầu cho thấy các đảng viên Dân Chủ nhận được quyên góp ít hơn so với các kỳ trước. Tính từ tháng Giêng, các đảng viên Dân Chủ chỉ thu được 70 triệu Mỹ Kim ít hơn 81 triệu Mỹ kim so với cùng kỳ năm 2007 và khá mờ nhạt so với số tiền tổng thống Trump gây quỹ trong quý đầu tiên với 30 triệu Mỹ kim. Một trong những rào cản với Đảng dân chủ là họ có quá nhiều ứng cử viên và do đó dẫn đến cạnh tranh gây quỹ. Một số nhà tài trợ lớn dành nhiều thời gian để cân nhắc trước khi quyết định ủng hộ cho một ứng cử viên. Hiện tại, Bernie Sanders đang dẫn đầu vào cuộc đua Thượng nghị sĩ tiểu bang Vernon này đã thu về 18 triệu Mỹ Kim. Tiếp theo là Thượng nghị sĩ tiểu bang California Kamala Harris với 12 triệu Mỹ Kim. Cựu dân biểu tiểu bang Texas Beto O'Rourke với 9,4 triệu Mỹ Kim. Và thị trưởng Nam Ben, tiểu bang Indiana Pete Gurdjieff với 7 triệu Mỹ Kim. Sau nữa là Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts Elizabeth Warren với 6 triệu Mỹ Kim. Thượng nghị sĩ tiểu bang Minnesota Amy Klobuchar với 5,2 triệu Mỹ Kim. Cory Booker của New Jersey với 5 triệu Mỹ Kim. Kristen Gillibrand của New York với 3 triệu Mỹ Kim. Thống đốc Washington Jay Inslee với 2,2 triệu Mỹ Kim. Cựu thống đốc tiểu bang Colorado John Hickenlooper với 2 triệu Mỹ Kim. Và cựu bộ trưởng Julian Castro với 1,1 triệu Mỹ Kim. Tim Lim một chiến lược gia về kỹ thuật và fundraiser từng làm việc cho Obama và Clinton nói, Joe Biden có thể ra ứng cử và đem về một khoản quyên góp đáng kể. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình hôm nay, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phỏng vấn đặc biệt tìm hiểu về cảnh sát quốc gia do Thanh Trúc thực hiện với ông Nguyễn Văn Toàn. Chương trình được phát vào tối thứ ba trong tháng 4, và sau đây là phần 2 của cuộc phỏng vấn. À, thưa ông and đúng là như ông nói đó là bởi vì kính thưa quý vị khi mà chuyển tiếp từ bên người Pháp mà trở qua cái chế độ của miền Nam Việt Nam đó thì đúng là người Pháp họ đề cao cảnh sát thật và cái họ nói đó là một cái nghề cao quý là bởi vì họ gọi là agent de police và hồi xưa mà quý vị biết ai mà đụng vào người cảnh sát ở bên Pháp là tội nặng lắm đó thì nhưng mà sau này như ông nói là theo thời thế mà đặc biệt là gắn liền với chiến tranh thì trong có thể nói là trong suốt quá trình thành lập rồi chế độ đệ nhất cộng hòa rồi đến đệ nhị cộng hòa khi mà chiến tranh đâu nó, nó nó bộc phát gọi là khá là mãnh liệt thì vai trò của người cảnh sát quốc gia thưa ông ngoài cái chuyện là an dân ở những thành phố và những tỉnh thì cái vai trò của người cảnh sát quốc gia còn hình như là có phải rộng hơn nữa phải không ạ? Dạ yeah, đó là những cái nhận định của cô cũng như gợi ý cho chúng tôi thì về sau này cảnh sát quốc gia được sử dụng một cách thiên hình vạn trạng có nghĩa là bằng mọi cách tôi xin đơn cử một, một chuyện là sau này chúng tôi có cái lực lượng gọi là cảnh sát giả chiến ừ. thì trước đó thì như cô vừa mới nói duy trì bảo vệ an dân rồi ngoài ra là chúng tôi có cái ngành tình báo mà gọi là cảnh sát đặc biệt đó thì phải đối đầu với địch là những người cộng sản, rồi chúng tôi mới thành lập ra là, là cảnh sát giả chiến. Yeah. Lúc đó thì lực lượng cảnh sát giả chiến của chúng tôi đó là thay cho quân đội gọi là diện địa, tức là quân đội sẽ đi ra xa hơn, yeah. là những đơn vị chiến đấu, còn chúng tôi lại lo giữ về thành thị, phố phường tỉnh lệ thì trong vòng đó chúng tôi phối hợp với những tiểu khu để mà lo về an ninh trật tự thành ra cái nhiệm vụ của chúng tôi bị bị, bị rất là nặng nề và lan ra lan rộng ra chứ không không có phải là tụ nhỏ lại như ngày xưa là cảnh sát là chúng tôi có hai hai là hai ngành khác nhau hai giải nhánh khác nhau thì cảnh sát thì là lo về thị xã địa phương Công an thì lo một cái tình báo tổng quát tất cả những cái vùng biên giới và ở tỉnh tỉnh này qua tỉnh kia. Yeah. Thì đến lúc mà chúng tôi được bành trướng lên, đó là con số cuối cùng của chúng tôi là một cái lực lượng rất lớn là 135.000 nhân viên ở trong cảnh sát. Lúc khởi đi là chỉ có 22.000 người. Kính thưa quý vị, buổi phỏng vấn đặc biệt ông Nguyễn Văn Toàn, cựu sĩ quan cảnh sát quốc gia Việt Nam đến đây xin tạm ngưng. Chương trình sẽ tiếp tục sau phần thông báo và quảng cáo. Trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự chương trình nhạc thính phòng Những ngày tháng không quên, quê hương, tình yêu, tưởng niệm năm thứ 44 ngày quốc hận 30 tháng 4 do Kim Phụng, Đào Văn Sách thực hiện vào đúng 7 giờ tối ngày thứ Sáu 19 tháng 4 2019 tại James Lee Community Center Theater 2855 Annandale Road, Fortress, Virginia 22041 với sự góp mặt của các ca nhạc sĩ vùng hoa Thành đốn và phụ cận. Mọi chi tiết xin liên lạc ban tổ chức ông Đào Văn Sách 703-261-6491.